Ford Explorer Timberline 2022 vừa trình làng, sẵn sàng cho những chuyến off-road. Ford đã chính thức bổ sung phiên bản Timberline vào gia đình Ford Explorer 2022 với những trang bị hỗ trợ tối đa cho xe chạy off-road địa hình. Ford Explorer Timberline 2022 đã bắt đầu được mở bán tại Mỹ theo hình thức đặt hàng, dự kiến lô xe đầu tiên sẽ ra mắt tại đại lý ngay trong mùa hè này. Sự khác biệt của Ford Explorer 2022 Timberline nằm ở đèn sương mù LED, lưới tản nhiệt màu khói thẫm Carbonite Gray, một bộ móc màu đỏ phục vụ cho việc móc cáp lai dắt, cùng với bộ lớp địa hình 265-65 Alteren kết hợp với bộ vành hợp kim 18 inch. Thay đổi về hình thức còn có màu sơn xanh ánh kim mới Fortress Green với viền đèn pha và đèn hậu màu đen phối cùng biểu tượng Timberline. Giảm sốc khủng giống phiên bản xe cảnh sát Police Interceptor. Với tân binh Ford Explorer Timberline 2022, hãng xe Mỹ đã nâng cấp hệ thống treo dùng bộ giảm sốc giống của xe Explorer Police Interceptor kết hợp với thanh ổn định xe chống lực và bộ lốp all-terrain nâng cao gầm xe thêm 20mm lên 220mm. Ở phía trước, xe được lắp thêm một bộ lò xo giảm sốc trước để xe đỡ nảy lên khi chạy off-road. Explorer Timberline có góc thoát trước 23,5 độ và góc thoát sau tối đa 23,7 độ. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn với bộ khóa V-size sau chống trượt Toshen. Trong khi đó, hệ thống quản lý địa hình cho xe 7 chế độ lái khác nhau. Hệ thống lái cũng đã được điều chỉnh riêng cho phiên bản Explorer Timberline 2022, trong khi gầm xe được bảo vệ bởi những tấm ốp bằng thép. Đây đều là các trang bị tiêu chuẩn duy nhất động cơ EcoBoost 2.3 lít. Mẫu SUV 7 chỗ này chỉ có bản động cơ EcoBoost 2.3 lít cho công suất 300 mã lực và mô men xoắn 310 kết hợp với bộ hộp số tự động 10 cấp. Ford cũng sẽ trang bị tiêu chuẩn cho phiên bản Timberline gói Class Trailer Tow Package giúp xe có sức kéo lên đến 2,4 tấn. Ford Explorer Timberline 2022 có một phần ghế ngồi trước bọc vải ActiX và lót sàn bằng cao su đã dễ vệ sinh. Nội thất có tông màu xanh thẫm Deep Cypress phối hợp với trần xe màu đen kết hợp với cụm điều khiển trên thân xe, tay nắm cửa dạng lan can, các tấm chắn nắng tạo cảm giác khỏe khoắn nam tính cho xe. Trong khi đó, đường chỉ may màu cam nổi bật trên ghế ngồi, bề tì tay và ốp cửa tạo sự thống nhất về thiết kế, khi ngoại thất có cũng những đường trang trí màu cam. Trang bị tiêu chuẩn gồm ghế trước có sưởi, hệ thống hỗ trợ lái Co-Pilot 360 và Co-Pilot 360 Assist Plus với tính năng kiểm soát hành trình chủ động thông minh và có hỗ trợ đọc biển báo tốc độ, chỉnh xe chạy giữa làn đường, hỗ trợ đánh lái và hệ thống dẫn đường với màn hình cảm ứng kích hoạt bằng giọng nói. Một camera 360 độ cũng là trang bị tiêu chuẩn, giúp tài xế quan sát chướng ngại vật xung quanh xe tốt hơn. Có 3 gói nâng cấp ngoại thất gồm Outfitness Skybox, Outfitness Mega Warrior và Outfitness Front Loader. Cả 3 đều có thảm sàn 4 mùa, giá ngang chở hàng trên nóc xe cùng một số phụ kiện trên nóc xe do hãng Sakima cung cấp. Trên đây là bài đánh giá tổng quan về Ford Explorer Timberline 2022 chuyên gia off-road địa hình vừa ra mắt tại thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay. Dự kiến có thể xe này sẽ được Ford Việt Nam đưa về phân phối tại thị trường Việt Nam hay không? Các bạn vui lòng cho biết quan điểm như thế nào. Vì với động cơ dung tích xi lanh 2.3 lít EcoBoost 300 mã lực rất phù hợp với địa hình đường xá vậy tại Việt Nam, và giá thuế khi ra lăn bánh cũng tầm dưới 3 tỷ cùng phân khúc với bản Limited tại thị trường Việt Nam đã phân phối từ năm 2016 đến nay. Hy vọng xe này sẽ được Ford Việt Nam kết hợp nhập từ Mỹ về cho những anh em đam mê địa hình những dòng SUV 7 chỗ middle size. Rồi các bạn hãy rung chuông đánh giá và comment để cho biết ý kiến cá nhân nhé. Và xin thông báo tin hot với anh em đam mê xe Ford Explorer
phiên bản mới 2021 vừa ra mắt tại thị trường Mỹ. Hiện nay, Phú Mỹ Ford đã nhận đặt cọc xe này với giá tạm tính 2 tỷ 268 và thời gian giao xe dự tiến là cuối năm nay. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ 0915 116 831 để được tư vấn lên hợp đồng đặt cọc xe. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video clip này.